bà bầu bụng to nhanh đột ngột coi chừng đa ối mang thai và sinh nở là thiên chức của người phụ nữ nhưng trong quá trình mang thai cũng có nhiều nguy cơ đe dọa tình trạng thai nghén nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của chị em lượng dịch bao quanh thai nhi có thể phản ánh tổng trạng chung và chức năng phổi thận của thai nhi khi mang thai mà chị em thấy bụng to lên nhanh đột ngột hoặc da bụng căng bóng là một dấu hiệu báo động có thể có bất thường Hiện tượng đa ối thường xảy ra ở tuần thứ 30 của thai kỳ, bình thường lượng ối chuẩn là khoảng 1 lít. Nhưng khi nước ối vượt qua mức 2 lít có nghĩa là thai phụ đang bị đa ối. Thiểu ối là khi lượng nước ối giảm so với lượng nước ối bình thường tính theo tuổi thai. Nguy cơ khi bị đa ối, ối vỡ sớm, chuyển dạ kéo dài, xa dây rốn, ngôi thai bất thường, ngôi mông. Ngôi ngang, đầu ngửa, băng huyết sau sinh, thiểu ối có thể gây, chèn ép dây rốn gây suy thai cô đặc nước ối nếu có phân su sẽ gây viêm phổi hít phân su ngạt lúc sinh lâu ngày càng chèn ép thai gây dị dạng cho thai chân khoeo, tiểu sản một số cơ quan phòng tránh nên làm siêu âm để ước lượng chính xác lượng nước ối và phát hiện những bất thường liên quan cần đi thăm khám thường xuyên trong hai quý cuối của thai kỳ để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả mẹ và bé nhấn đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức hữu ích nhé hành trình bỉm sữa nuôi con khỏe dạy con ngoan